Mẹo cứu người trúng gió cấp tốc ai cũng nên biết. Đây là chứng thường ngày mà ai cũng có thể mắc phải. Trúng gió nếu không cứu chữa kịp thời có thể để lại nhiều biến chứng và nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến tính mạng. Trúng gió là đầu của các loại bệnh biến hóa lạ thường và biểu hiện khác biệt với các triệu chứng như thình lình bộc phát, cấm khẩu không nói được, miệng sùi bọt, chân tay cứng đơ, đau bụng hoặc đầy hơi, mỏi vai, đau đầu, cổ quay trước sau không được. Trong dân gian có nhiều bài thuốc và phương thức khác nhau để cứu chữa chứng này. Dưới đây là một số bài thuốc trị các chứng trúng gió thường gặp. Trúng gió hay còn gọi là trúng phong. Để chữa chứng này, dùng hạt củ cải và bồ kết, mỗi thứ 150g, sắc với nước cho uống, mỡ da thì khỏi ngay. Trị chứng trúng gió, trúng phong nặng. Bị chứng trúng gió nặng, miệng không nói được, người mê loạn, tay chân cứng đơ, đôi khi bụng bị trướng, hơi đau tức, có lúc ngất đi tỉnh lại. Nếu bị trường hợp này, dùng nửa chén hạt cải, loại hạt ươm thành rau cải đắng, tán thành bột, sắc với 2 chén giấm. Sắc kỹ còn nửa chén, dùng nước cô đặc này bôi dưới góc hàm hai bên, hiệu nghiệm lắm. Chóng mặt thuộc phong. Chứng bệnh này nếu phát ra do trúng phong tà thì mồ hôi đổ ra như tắm, mắt hoa, đầu choáng váng, đờm bốc khò khè. Mau lấy mấy củ cải trắng giã nát, cho vào một miếng vải sạch, vắt lấy nước cốt. Lại lấy một ít hạt củ cải cho vào nước cốt ấy để ngâm. Thấp cho hạt ngâm đều, nước cốt thì đem phơi khô, tán nhỏ, sau bữa ăn uống với nước nóng thì khỏi bệnh. Trúng gió cấm khẩu. Bài thuốc với lá kinh giới. Thấy người bị trúng gió có các triệu chứng đơ người không nói được, mau lấy một nắm lá kinh giới, sao tồn tình. Nghĩa là tuy là thuốc chày đen nhưng không được thành tro. Nếu thành tro thì tính chất của lá thuốc sẽ mất hết. Tán thành bột, hòa thêm một chút rượu đổ vào miệng người bệnh. Nếu nạn nhân đã cứng miệng, răng nghiến chặt, lấy một muối chanh trà vào hai nướu, hàm răng sẽ mở ra được. Khi đó mau mau đổ nước thuốc vào miệng cho nạn nhân uống, tỉnh liền. Bài thuốc về lá rau dìu. Hái một nắm rau dìu, rửa sạch, giã vắt nước cốt, hòa vào một chút rượu, đổ cho người bệnh uống. Ngoài dùng gừng đánh gió trên trán, cổ, gáy, ngực, lưng và tay chân cho mau kiến hiệu. Trúng gió méo miệng. Lấy một lá kinh giới, một nắm lá kinh giới, hoặc để cà cành cũng được, rửa sạch, giã nát, nhuyễn, vắt lấy nước cho người bệnh uống, rất hiệu nghiệm.